Chồng Trang Trần đáp trả khi bị chê hôn nhân đũa lệch, với anh em là tất cả. Không bận tâm đến những lời phán xét sau lưng, ông xã Trang Trần đã có những chia sẻ chân thật về cuộc sống hôn nhân. Là người mẫu chịu không ít tai tiếng về loạt đời tư ồn ào, Trang Trần có nhiều thay đổi kể từ khi kết hôn và sinh con gái đầu lòng. Đặc biệt khán giả bày tỏ ngưỡng mộ khi cựu người mẫu chấp nhận yêu xa, một mình chăm sóc con ở Việt Nam để ông xã sang Mỹ làm việc. Dù không lãng mạn bằng những cặp đôi khác, nhưng chính sự bình dị này đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh nhiều lời chúc phúc, doanh nhân Louis Trần cũng nhiều lần bị soi mói về vấn đề giới tính, mượn chuyện kết hôn nhằm che mắt thiên hạ. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm chung sống, doanh nhân Việt Kiều vẫn là chỗ dựa tinh thần cho Trang Trần, sẵn sàng bảo vệ bà xã giữa scandal. Tết Nguyên đán 2022 là kỷ niệm đặc biệt với Trang Trần khi chồng cô may mắn tìm được chuyến bay về nước. Gia đình nhỏ khoe nhiều ảnh du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng tại các địa điểm nổi tiếng. Mới đây, nhân dịp hai vợ chồng cùng bước sang tuổi 37, doanh nhân Louis Nguyễn đã chia sẻ tâm thư xúc động về người đầu ấp tay gối. Trong bài viết, chồng Trang Trần khẳng định vợ không phải là người xinh đẹp, sống nhung lụa, nhưng chính nhờ tấm lòng nhân hậu lương thiện đã giúp anh có góc nhìn khác về Trang Trần. Trước những lời xì xào không hay cho rằng Louis Trần và Trang Khàng đũa lệch, anh vẫn nhẹ nhàng nói, em là tất cả. Chia sẻ của Louis Nguyễn, ngày trước con hay nói với mẹ rằng con nợ mẹ một nàng dâu. Đi đâu con cũng tìm, nhưng khó quá mẹ ơi. Mỗi lần mẹ đi dự tiệc cưới của ai về là mẹ hay nói. Người ta hỏi khi nào đến phiên mẹ cưới dâu. Một câu hỏi tu từ mà mẹ biết sẽ không bao giờ có câu trả lời. Mẹ biết con trai mẹ khó tính như thế nào nên chưa bao giờ mẹ thúc giục con phải cưới gấp một ai. Với con, câu cửa miệng lúc nào cũng là tùy duyên. Vì con luôn quan niệm sống rằng hạnh phúc lúc nào cũng ở phía trước, đừng cố gắng kiếm tìm trong vòng luẩn quẩn. Nhờ phước phần của mẹ nên đủ nắng hoa sẽ nở và đủ duyên ắt sẽ gặp. Người con gái con thương không cầu kỳ, chẳng nhung gấm xa hoa. Chưa một lời đòi hỏi, cô ấy không hoàn hảo dưới ánh mắt người đời, nhưng với con cô ấy là cả thế giới. Biết nhau cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ hỏi han nhau. Những chuyến từ thiện đã mang con người và tâm hồn của em đến gần anh hơn. Những câu chuyện vui buồn về nghề, về đời được em chia sẻ đã là động lực góp phần vực dậy con người ù lì trong anh. Bên cạnh em, anh chỉ âm thầm lặng lẽ và xem xét sự hoạt bát lanh lẹ của em. Người đời thường nói, đàn bà thương bằng tay, đàn ông yêu bằng mắt. Nhưng với anh luôn quan niệm rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Em đố ngã anh bằng chính con người thật trong em, bằng góc khuất trong trái tim mang nhiều nỗi niềm sâu thẳm của em. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn so sánh hai ta là đôi đũa lệch, nhưng với anh, em là tất cả. Có thể mọi người đã từng thấy em rơi nước mắt, nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt trong phim ảnh, trong cơn tức giận và ức chế. Còn những giọt nước mắt khô trong tâm hồn mà em đã thay bằng nụ cười trong cuộc sống, chỉ một mình anh hiểu. Xin cho anh được làm những mảnh chắp vá để lấp đi những nỗi buồn trong quá khứ, những khó khăn trong hiện tại và những thử thách trong tương lai của em nhé. PS, sinh nhật lại thêm một tuổi mới nữa rồi. Chúng ta cũng chẳng còn nhỏ nhất gì nữa, về một nhà thôi. Anh nhớ như yên ngày mà em đặt bút ký vào bản án chung thân, tay em run mà không viết được. Anh chỉ cười vì bút xa là gà xối mỡ. Đáp lại lời chúc mừng, ông xã Trang Trần cũng dí dỏm viết, mãi mãi anh luôn là người yêu thương em nhất, tuổi mới chỉ xin bình an và sức khỏe đến với anh. Ngoài kia, bao đàm tiếu cũng chả bao giờ xoay chuyển hay lung lay điều gì cho tình yêu đôi mình. Sắp 40, cả hai ta đều chín chắn và phải hy sinh thêm cho nhau nhiều hơn. Em hứa tuổi mới em sẽ ở gọn gàng sạch sẽ hơn, không bề bộn để anh yêu em hơn. Trước đó vài ngày, diễn viên phim Hương Ga thông báo Louis Trần phải đến bệnh viện khám gấp. Kết quả, ông xã 8X của Trang Trần mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm như mỡ trong máu, huyết áp, men gan cao. Dù bản thân không nhậu nhẹt, song rất lành mạnh. Trên trang cá nhân, chân dài sinh năm 1985 gửi lời động viên trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao. Được biết, ở bên Mỹ có điều kiện khám và kỹ thuật chữa trị tốt hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, để làm nhiều xét nghiệm cùng một lúc thì đòi hỏi thời gian rất lâu. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Riêng mẹ chồng ở Mỹ đã lớn tuổi, Louis Trần cũng sống một mình nên không có ai chăm sóc lúc ốm đau. Vốn tính hài hước, Trang Trần tiện thể khoe luôn chuyện chăn gối làm netizen cười phì. Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn phải không nè Louis Trần. Chắc lỗi do em làm anh luôn gắng sức vài hiệp, bỏ Nha Trang. Chắc mình bắt chồng mình lao động quá sức, về nước cày cuốc cả tháng trời, muốn có em bé bắt cày cuốc cả tháng nên bị ép tim hay sao mệt ghê. Mai đi kiểm tra thận cho chồng mình. Chồng mình bên Mỹ một thân một mình, ý, không đi khám bệnh. Về Việt Nam em nói mãi chồng em mới đi đó.